chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh Bà Chuyện Miền Tây của mình. Bữa nay có khách đặt một cái hộp lọc có kích thước hơi lớn hơn bình thường xíu. Mình sẵn mình làm quay clip cho anh em xem luôn. Kích thước nó dài 1,5 m, cao 30, bề ngang cũng 30 luôn. Thông thường cái hộp lọc tràn trên thì nó có kích thước ở tầm 15 hoặc 20. Còn cái này thì nó cao 30 nha. Này làm cũng khá nặng do cái đáy nó là 10 ly. Còn cái thành là 5 ly. Đây, dài 1,5 m. Cái hồ nó dài hơn 1,5 m nha mọi người. Thank you.
như vậy là đã gần 30 phút thì mình đã dán xong một cái hộp lọc vàng trên nha mọi người. Với cái hộp lọc này thì công dụng của nó hoạt động không thua gì cái lọc dưới nha, nhưng mà nó được cái là tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều luôn. Đối với ngăn đầu tiên anh em có thể để bông gòn trên lớp bông gòn thì mình để túi lọc cũng được. Sau đó tới ngăn kế tiếp thì mình có để di mát, nếu mà anh em không có di mát thì anh em để mấy cái gòn cước màu xanh xanh cũng được. Ngăn thứ ba mình để sứ, ngăn thứ tư mình để nhâm thạch nha. Nếu anh em không có để sứ thì anh em để cái ngăn thứ ba này với cái ngăn thứ tư nhâm thạch cũng được. Còn ở đây thì mình một hồi để keo khô mình sẽ khoan ở đây một cái lỗ nước xuống. Cái lỗ này mình sẽ khoan tầm 42 nha. Tại cái hộp lọc này cũng khá lớn. Với lại cái máy bơm của khách thì nó cũng khá to, nên cặn cái lượng nước xuống phải nhanh mới được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.